Hôm nay là mến nhận một cái thùng quà khủng luôn cả nhà. Sao dữ vậy nè? Quá trời luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên mà cầm cái này á cũng rất là hồi hộp luôn. Em thấy anh mến em cũng rung luôn. Anh đang rung mà. Mến xin chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của mến. Thì hôm nay mến cũng chuẩn bị quay nhà thép lại cả nhà. Nhưng mà hiện tại mến thấy nè, buổi sáng này nè, những cái con bông bướm á, nó bay rất là nhiều luôn nha. Mến không biết là ở đâu ra nữa. Năm nào mà bông bướm nhiều thì lại là sâu mò rất là nhiều luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì trong vườn á, thì ba Sáu đã phun kích lần ba cho mến xong vui hết rồi. Thì tầm mến cắt nước tầm khoảng 10 ngày nữa thì mến mới tưới nước lại cả nhà. Thì tranh thủ những ngày đã cắt nước nè, rồi ít làm công việc đó, thì mến sẽ chạy về dưới nhà thép để giúp phụ anh em một tay dưới nha cả nhà. Rồi sáng này thì ơi, ở bên đây luôn kìa, bay luôn kìa, lẹn hết trơn luôn cả nhà. Quá trời luôn, ở đâu dữ vậy ta? Quá trời bướm bướm luôn cả nhà ơi. Cái này ta gọi là bướm bướm sưng luôn. Ôi, buổi sáng này bầu trời đó nha. Nhìn đẹp không? Mây xanh rồi mây trắng rồi bầu trời xanh, nhìn thấy rất là đẹp nha. Bây giờ hiện tại núi này kia rồi thì hôm ngày cũng có một hai đám mưa lai gai cả nhà. Cho nên trên núi á, những cây cỏ cây hoa màu đó mới thấy nó cũng xanh xanh lại cả nhà. Cái thùng đồ mới vác về tới đây nè, tại vì thấy bông bướm nhiều quá, với lại cái cảnh buổi sáng đẹp á, cho nên này mới quay cho chia sẻ đến với cả nhà. Wow, bông bướm nhiều dữ thiệt trời. Đây, hôm nay là mến nhận một cái thùng quà khủng luôn cả nhà. Không biết là trong này là cái gì đây mà cũng thấy cũng hơi nặng lắm. Sáng giờ mến với cháu Bảo thì cũng đã cắt bưởi xong rồi, rồi chuyển qua rồi cũng để lên xe hết rồi cả nhà. Rồi mến mới đi lấy cái thùng hàng. Họ chiến hổm thì mến cũng trở về rồi, nhưng mà nghe em Hậu nói là cũng còn một ít ha. Cho nên thì mến trở tiếp tục về nữa. Thì bán tới đâu vừa gần hết thì mến trở về đặng cho những cái trái được tươi nè, được ngon nè, rồi gửi đến với cô chú anh chị thì nó sẽ ngon hơn. Gùi, bỏ vô gùi giác chị chổng luôn cả nhà. Thì cháu Bảo ngày buổi sáng này thì cắt xong xuôi hết rồi, cái là cháu Bảo sẽ ở trong vườn rồi tưới xong cái vườn vườn bưởi cho mến, rồi sau đó thì nấu một miếng cơm rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh đi. Trứng hoặc là kia rồi chiên hoặc là kho cho mấy hai đệ tử của mến ăn cả nhà. Lúc nào cũng vậy. Đây là em trai của Bảo. Sáng ăn sáng gì chưa? Ăn chưa? Hả? Ăn sáng chưa? Đi vô chuồng nha. Nha. Ba lớn lội suối hay lắm cả nhà. Lội như con chuột kia đó. Lội rất hay luôn. Cả nhà thấy gì đó, chứ lội suối rất là tài tình luôn nha. Chứ không phải giỡn đâu à. Chỉ nhỏ vậy thôi nhưng mà lội suối rất là hay. Bảo cầu Bảo đi vô à, em của Bảo cũng đi chung với Bảo à, tại vì ở nhà không ai giữ á. Buổi sáng này thì cha mẹ Bảo thì đi lên núi hết rồi, cho nên là Bảo phải dẫn vô luôn. Rồi vô chổng này có mì, sáng giờ con ngồi con nấu mì cho em ăn nha, có trứng ở chổng, rồi con chiên trứng hoặc luộc trứng cho em. Chịu không? Chịu hả? Dạ. Gặp mến ẩm thì ít nói chuyện gì cả nha, chứ đi chung với Bảo nói chuyện rồi như sáo vậy đó, nói chuyện nghe không nổi luôn á. Thôi đi vô để nấu mì ăn. Quên đó chứ, lấy cái bọc. Nhiều anh chị cũng hỏi mến, hỏi mà cái sao mà không chỉ cái cách làm hổm là cái phong thấp á, thì mến cũng nói trong video rồi. Thì chẳng hạn như là ba cái
cái lá lá lốt á, thì cộng vào lá luôn thì mình tầm khoảng một nắm vậy nè, rồi mình sắc 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 ra, thì mình nấu nước cho nó sôi khoảng lít cưỡng nước thì cho nó sôi đi, rồi cái mình lấy củ gừng á, mình đập đập cho nó dập ra, rồi xong mình bỏ vào thì nó sôi tầm khoảng 5 phút, rồi mới bỏ lá lốt vô, đó, lá lốt vô xong rồi khoảng 5 phút sau nữa thì mình mới cắt nguyên trái chanh mình nặn vô rồi cho nó sôi bừng lên, rồi mình bỏ 2 muỗng muối vô nữa, là mình nhắc xuống là hai cái tay mình để mình xông hơi như là xông hơi đó cả nhà, xong đến khi nào mà cảm thấy mà nước cá nguội rồi thì lúc đó mình nhúng cái chân mình vô, nhúng cái tay vô luôn, ngâm cái tay tầm khoảng 10 phút nữa, càng lâu càng tốt, thì nói chung ngâm càng lâu càng tốt cho nó mồ hôi này kia nó tuôn ra, rồi lúc đó mình ngâm vô thì nó sẽ thấm vào, thì nó ngăn được cái tiếng mồ hôi đó. Với lại cái giò mình cũng để vô luôn, để ngâm luôn khoảng từ khoảng nửa tiếng nha cả nhà. Mình có nói trong video đó mà không biết là cô chú anh chị có xem cái đoạn đó hay không. Còn bây giờ mến sẽ đi vô trỏng. Với lại hôm nay là mến cũng đi bứt thêm một số nữa. Đi bứt một số đem về giữ nữa cả nhà. Bưởi không thì tầm khoảng cháu bảo tứ từ đây tới trưa là xong rồi. Tại vì bưởi thì tứ chỉ là có 3 tiếng, 4 tiếng rưỡi là xong. 3 tiếng là 8 quan. Còn cái kia nữa là một tiếng nữa. Là chạy ra 4 tiếng nha cả nhà. Trời ơi, kìa Bảo, kìa quay cho cả nhà xem kìa. Ủa ở đâu mà sao quá trời vậy ta? Đốm đốm không, ý lộn. Con đốm đốm. Quá trời luôn kìa, bay càng ngày càng nhiều luôn. Wow. Buổi sáng này nắng, nhìn thấy bầu trời rất là đẹp luôn. Còn buổi trưa bầu trời nó âm u cả nhà, lúc này không biết sao nữa. Trời nó hầm, ổng là chắc trưa mà nắng gắt luôn nha. Ổng làm hầm hầm hì hì á, nhưng mà mưa nhỏ xíu à, hôm qua cũng có nhưng mà mưa nhỏ cả nha. Trời ơi, đang ở ngoài suối kìa, bơm bớm bay nhóc hết trơn luôn. Đi đi ra ngoài này cho cả nhà xem luôn nè. Hổm cái chú, hổm con bò ở đây rượt mến như mấy nè em nè, rượt quá trời luôn, chạy loạn xạ trơn. Và bơm bớm nó bay lèn luôn. Bơm bơm bay, bơm bơm bay, bơm bơm đa tinh. Đó. Ở ngoài này mình mới thấy rõ nè nghe, cái không cảnh nè cái nha. Hiện tại nó bay nhóc hết trơn. Quá trời. Nhiều lắm. Hôm qua mưa á, cho nên nước nó hơi đục đục lên nha cả nhà. Chứ mấy ngày trước trong vắt à. Hôm qua mưa thì nó có không có mưa lớn không, nhưng mà anh là trên nguồn á, nó đổ xuống hôm nó đục ngừ à. Buổi sáng này cũng còn hơi hơi nè. Mến sẽ tranh thủ đi vô trỏng để khui cái thùng này cho cả nhà xem luôn là cái thùng gì. Rồi sẵn đó rồi cái mến sẽ đi nhổ đi bứt tiếp ba cái dây và cái lá lốt này cả nhà. Đây, xuống chạy theo chú nè, đây chạy theo chú đấy. Nè à, lá lốt thì ở trên đây nè rất là nhiều luôn nha. Ôi, còn năng năng con bự nữa. Yeah. Quá trời. Làm gì? À. Má khai chữ chứ. Thôi show. Show dân tiện. Vậy đây. Vậy thôi thôi nè yên ơi yên kìa nó lại kìa kìa nó lại kìa
Ủa mày không sợ tao luôn hả bò? Mày không sợ tao luôn hả bò? Tao ngồi ở đây mà mày không sợ tao, mày còn định đi vô nữa hay gì? Hả? Hả con bò kia? Ê Su, Su. Cái gì? Đói à? Định vô vườn em ăn cái gì? Hả bò à? Ồ nó đá. Nó cung giờ nó đá lại cái nha. Mình ngồi đây mà con bò nó không sợ nữa. Nó định vô vườn. Thôi nha, không có được vô vườn nghe không? Đi ăn vòng vòng ở ngoài này nha không? Nghe không chú bò? Su, Su, Dương Tiễn. Không ăn hiếp nè. Thấy người ta nhỏ ăn hiếp không? Đi vô nhà. Đi vô nhà nè, bự nữa ha, ha, ha. Cái giò mày bự nữa ha. Ngồi yên ơi. Ừ, nằm yên xuống. Không có nhảy lung tung nữa. Nằm yên xuống nha. Sao mày đi lại tao quầy vậy? Ủa? Ủa, ngủ bạn rồi luôn. Ủa? Sao? Giờ ngủ bạn, định ngủ bạn vô giường tôi đúng không? Hả? Ừ, cái đây. Ừ, cái cho vô nè. Dương Tiễn với Su vô ở đây ngồi canh nha. Nghe không? Không có cho bạn vô giường nghe không? Nghe không mà thở dữ vậy? Hả? Nói chuyện nghe không? Bớt thở lại coi. Đốm lử hả cả nhà? Dương Tiễn với Su Su đốm lử. Su Su là đốm lử ít hơn, mà Dương Tiễn đốm lử nhiều hơn. Nữa, tao khẽ dò mẹ, ha, ha. Muốn không? Hai bạn ở ngoài này nha, không có vô vườn nha. Bây giờ mới khui cái thùng này ra nha cả nhà. Không biết cái thùng này là thùng gì nè, mà nó to lắm. Quá. Trời ơi. Sao dữ vậy nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Cả nhà chưa biết cái gì đúng không? Mến cho cả nhà xem cái giấy nhà giật mình luôn nè. Quá trời luôn. Mắm. Mắm nè. Mắm tép. Muối. Còn này gì đây? À, xay kim đường ở cái xay để đổ ra hết rồi cả nhà. Wow, trời ơi, rong sụm. Đây là rong sụm nha cả nhà. Còn đây là mắm tôm, để coi đây. Cái này của anh Thịnh Da Đen. Thì anh Thịnh là cái video trước mình cũng có nói rồi đó. Thì cả nhà xem lại cái video đó, cái video mà lẩu bò nhúng giấm á cả nhà. Mến và mình với anh Thịnh ra suối á, ảnh gọi lên cho mến một đống luôn trời. 1, 2, 3, 4, 5, 2 keo muối nữa cả nhà. Muối siêu cay. Muối này mến cũng có ăn này, muối này muối tôm này nha. Đó, ăn rất là ngon luôn đó nha. Đây, đây là 2 hũ tôm khô. Cũng là của anh Thịnh Da Đen luôn. Một cái này xay kim đường. Ủa, cái này xay kim đường, còn này xay cũng kim đường là sao? Mà cái ướt, cái khô. Mà cả nhà xem nè. Một cái thì nó ướt nha. Một cái thì nó khô, khô queo luôn. Xay kim đường của
Thịnh, cũng là Thịnh luôn cả nhà, anh Thịnh luôn. Và một bịch rong sụm. Bịch rong sụm này cả nhà. Bịch rong sụm này hiện tại thì 500g thì nó một ký nó 120k. Ủa lộn, một bịch 500g là 120k. Tà thép đang bán được. Đang bán cả nhà. Đây, một chục chai nữa hả? Kinh quẩy. Anh này anh gửi nhiều dữ vậy ta. Quá trời luôn đó nha. Anh gửi gì đâu mà dữ thiệt. Một chục chai thì nó ba combo của anh rồi. Với lại những cái món kia nữa. Ảnh thiết kế lương thực cho mến cả nhà. Hổm lên đây thì bữa ảnh lên đây hết hết mắm niêm rồi, cho nên về chứ anh đóng nguyên thùng mình gửi lên đây luôn. Rồi mến cảm ơn anh nha anh Thịnh, anh da đen. Thì chiều nay thì mến cũng về chứ để đi đám và cũng có đi uống cà phê với anh Thịnh đó cả nhà. Anh Thịnh cũng gọi cho mến biết à, nếu khi nào về thì anh em mình ra cà phê. Cho nên thì chắc hôm nay thì nhận được quà rồi về dưới đi đám tiệc thì có lẽ là đi uống cà phê với ảnh ngay cả nhà. Rồi xuống dưới thì mến chia sẻ tiếp cho cả nhà xem nha. Con chào mến Bảo ơi, một hồi con đem về nha con. Đem về ăn nha. Biết ăn này chưa? Con biết ăn này chưa? Ừ. Cây chín thì mới chia cho 36 nữa nè, rồi anh Lập nữa nè, tại vì mẹ Sáu hôm qua mến có lại cả nhà, nhưng mà mẹ Sáu nói trời ơi gì đâu mà người ta bình luận chửi quá trời luôn, từ tại vì hồi đó giờ là như là cái cách ngồi hoặc là cách nói chuyện của mẹ Sáu thì nó đơn giản, cho nên nó mẹ Sáu đọc bình luận nó người ta chửi mẹ quá trời luôn. Nói, thì chắc có lẽ là mẹ không có quay video nữa quá. Mến cũng nghe vậy, mến cũng hơi buồn buồn cả nhà, nhưng mà mến cả cũng động viên mẹ Sáu rồi. Thì nói thì tại vì người ta không biết thôi, nếu mà cái cách ngồi thoải mái nhất á thì mình ngồi thôi. Còn ta muốn nói gì người ta nói. Chứ bây giờ như bây giờ chẳng hạn như đi chơi đi, có mẹ Sáu nè, hoặc là có cái Sương nè, hoặc là có ba Sáu nè và anh Lập nè. Thì không lẽ mến quay anh Lập với ba Sáu không thì nó cũng kỳ kỳ. Cho nên á thì mong cả nhà cũng có gì góp ý thôi chứ đừng có bình luận tiêu cực quá nha cả nhà. Tại vì dần dần ở đây thì mến chỉ quen biết ba Sáu, anh Lập với bà con dần dần xuống giềng ở đây thôi, chứ không có ngoài ra không có quen biết ai ở xa nữa hết. Mong cả nhà cũng có gì thì bình luận nói chung là nhẹ nhẹ lại dùm mến. Mến cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị luôn đã góp ý, nhưng mà nhầm cái góp ý nó quá mức đó cả nhà. Rồi ngồi con lấy hai chai về nha, hai chai về vừa ngoại ăn, tưới xong đường em vừa ngoại ăn nha. Rồi nha, nấu mì ăn nha, nấu mì với ăn trứng nha ha. Biết gạt gạt đâu không thấy gì á, đẹp trai lắm luôn á, đừng giỡn ăn nha. Thấy đen đen thôi nhưng mà có duyên nha cả nhà, đen mà lại có duyên đó. Cười lên đây, xin chào cô chú ơi, con chào cô chú, con chào cô chú. Không nói chuyện luôn. Bây giờ mến tranh thủ chạy về dưới nha cả nhà. Cũng xong xuôi hết rồi, giờ mến gào lại luôn. Nãy giờ nó vẫn còn ở đây nha cả nhà, nó không đi. Nó cứ vòng vòng, nó quanh quẩn ở đây, nó định vô nữa cả nhà. Thôi nha, ăn vòng vòng ở ngoài này nha, đừng có vô vườn nha. Nghe mấy chú? Nghe không? Nó mà trả lời một cái, mến bỏ vườn, mến chạy đi luôn đó cả nhà. Đi, đi về, về ngoài coi. Đó. Xui vô với Dương Tiễn ở nhà nha. Chúc anh Bảo vô cho ăn nha. Trời nắng chăng can vậy không có đội nón cả nhà. Mấy bé ở đây mến thấy hầu hết như là 99%, không phải 99 nữa mà nó là 100%. Thấy mấy bé ở đây không có đội nón, ít đội nón lắm.
quá trời. Những con bơm bớm lông mà nó bay về đây, tụ về đây quá trời trụ luôn. Điều bây giờ cũng có chín lá gai hết rồi cả nhà. Có cây điều đỏ ăn nặng kìa, nó chín đỏ tươi luôn, đỏ cây luôn. Để đi là đặng rồi mến quay cho cả nhà xem nha. Cây điều này thì cây điều vàng. Hiện tại thì nó chưa có trái nhiều. À, về dưới là tại vì 10 ngày nữa mến mới xả nước á. Một tuần 10 ngày nữa thì mến mới tưới nước cho sầu riêng lại. Cho nên này về dưới cũng khoảng cả tuần á cả nhà. Cho nên lấy đi đồ hơi nhiều một chút để xuống dưới thay đổi. Đây, cả nhà thấy cái điều đỏ nữa không? Trái cái này nhiều lắm luôn. Cả 10 ngày trước là mới thấy là nó chưa có chín gì trơn á. Nó vẫn còn xanh xanh nè. Còn hôm nay nó chín nè. Muốn hết cây luôn cả nhà. Có số bà con đã lụm hộp rồi nè. Còn số thì mới rụng đi nè. Chưa, bà con chưa có lụm nè. Đi, đi, đi đường này cho nó mát luôn nha. Đi hay là ẩm? Đi hay là ẩm? Trời luôn, ẩm luôn. Đi thôi. Đây, đây có một cái điều gì màu vàng nữa nè. Đó. Nhìn thấy rất đẹp luôn. Ở đây hầu hết như là trong đây hết là 60% là mới thấy là điều đỏ cả nhà. Trái màu đỏ hết trơn à. Thôi giờ mình tranh thủ đi qua xe đang chạy về dưới nha cả nhà. Giờ này cũng trưa rồi. Mến cũng đã gào cái cửa bên đây luôn rồi. Nếu mà tại vì thường thường mến sẽ gào cửa lại thì bà con sẽ đi qua cái đường đó. Thì bà con tự ý sẽ gào. Còn nếu mà mến xả bà con xả luôn. Mong rằng bà con đi ngang rồi cái đi qua rồi thì bà con gào lại giùm mến, đừng cho bò vô. Bò vô thì nó ăn cỏ thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nó vô nó dặm này kia rồi. Nó hư hết. Đây. Xuống đây chú săn quần lên lội qua không được. Ban ngày thì mến sẽ săn quần. Còn ban đêm thì sẽ... Sẽ gì biết không? Cái này. Cái này. Kéo lên đoạn thôi. Kệ. Nó ướt khúc nào thì nó ướt. Đi. Wow. Ơi. Cái dưới nè. Nhìn thấy đám mây đẹp cực kỳ luôn kìa. Quá trời đẹp vậy. Wow. Một bức tranh đã hiện ra rất là đẹp. Gọi là bức tranh tự nhiên và thiên nhiên luôn cả nhà. Một khung cảnh thôi mà sẽ nhiều bức tranh sẽ lộ ra hàng ngày cho mình ngắm. Và những và đồng thời có những chú chim hót nghe tiếng thánh thót. Rồi ướt bù gói rồi, mất công ẩm cho bé đi qua luôn cho để bé lội giấc trưa nắng này chang chang này. Con về đứng nha. Không biết cả nhà thấy bơm bớm không cả nhà. Ở đằng vườn từ mến tận đâu là ở đằng vườn đằng nẵng là còn chỉ có bơm bớm thôi. Nhưng mà hầu hết nãy giờ mến chạy đường lộ á là bơm bớm bay ra rất là nhiều luôn. Ở đâu cũng có bơm bớm bay hết trơn á. Chắc cái kiểu này là một là trời sắp mưa á cả nhà. Thì cũng hai ngày nay rồi. 36 phun kích bông giùm mến 2 ngày cũng nắng rồi. Nói chung cũng ổn rồi cả nhà. Qua những cái đám mây kìa ở đây thì rất là đẹp luôn cả nhà. Ồ, mây đẹp lắm. Trời hôm nay là mây rất đẹp nha. Với lại đường lộ cũng rất đẹp luôn. Tại vì bơm bớm nó bay nhiều quá. Nhìn thấy rất đẹp quá cả nhà. Chứ thường thường là dài dài đường lộ mến không thấy một con bay nữa. Mà nhưng hôm nay bay ra quá trời bay luôn. Và à, đó.
cái bầu trời ở đây nè, nhìn lại đẹp lắm. Không có phong cảnh nào mà bằng không những cái phong cảnh này hết cả nhà. Nhìn thấy bầu trời đẹp và thời tiết thì cũng không có, hôm nay cũng không có nắng quá nha cả nhà. Mến chạy cũng khoảng phút xã Phước Bình này. Cả nhà thấy bầu trời hôm nay khác hơn mỗi khi luôn, thật sự luôn cả nhà. Trước giờ mình thấy là như là có chỗ thì nó mây nó sẽ màu đen, còn chỗ thì sẽ trắng. Còn hầu hết như hôm ngày hôm nay từ sáng tới giờ mình thấy là bầu trời lúc nào cũng là xanh và đẹp như vậy hết á. Bởi vì những cái phong cảnh đẹp như thế này thì không chia sẻ đến cả nhà thì quá, nói chung là quá uổng, cũng quá phí luôn cả nhà. Quá quái kìa, kìa nó bay kìa. Trời ơi. Nên là chắc có lẽ là mến nghĩ là những con bướm bướm này chắc hết cái đèo này mới hết con bướm bướm bay cả nhà. Quá trời, ở đâu mới thấy đâu cũng bướm bướm cũng bay lẹn hết trơn á, chứ không phải là một đoạn đâu. Khúc này cũng vậy nè, khúc này bay còn nhiều hơn khúc nãy nữa. Bông bướm bay nhìn thấy cũng rất đẹp. Cái đoạn đường này nhìn thấy nó mát mẻ lại. Hồi nãy đoạn kia thì nó hơi nắng, như đoạn này nó sẽ mát mẻ cả nhà. Đẹp quá cả nhà. Bây giờ chắc có lẽ là Mến sẽ cho cả nhà xem những cái cảnh đẹp quá từ đây về tới dưới luôn á cả nhà. Ở đâu Mến thấy hôm nay là ở đâu cũng mây đẹp nè, bầu trời cũng nhìn thấy rất là đẹp nha. Từ trước tới giờ là chưa có thấy khi nào mà thấy những cái phong cảnh đẹp như thế này luôn á, như hôm nay luôn á. Bò đò bò người tình xưa. Thật sự á, Mến là cái gốc ở miền Tây thật sự, nhưng mà ca cổ thì Mến không có ca được cả nhà, trước giờ luôn á. Hầu hết như là từ nhỏ đến lớn luôn, Mến cũng thích ca cổ lắm, nhưng mà tại vì cái hơi của Mến á rất là ngắn cho nên là Mến không có ca cổ được. Mến mới về tới cả nhà, nhưng mà hiện tại Mến về đây là 12 giờ rưỡi rồi. Anh em trong shop hiện tại thì đang nghỉ ngơi hết rồi, không biết là chạy về nhà hay sao. Mến bây giờ đi vòng vòng cũng không thấy ai, quay lại cũng không thấy Lộc luôn cả nhà. Bây giờ định nhờ Lộc để khiêng bự xuống tiếp Mến, mà Mến vô phòng thì cũng không thấy Lộc đâu luôn. Cho nên giờ Mến mới lấy giỏ sách này ra để truyền ra, để bỏ vô sách để đem vô trong nha. Để nắng quá thì nó sẽ bị bưởi, da bưởi nó bị cháy á. Thì giờ Mến sẽ lấy một bên vài trái để cho nó căng đồng hồi hổm á. Thì Mến lấy một bình ơ nè, như là giật cái vỏ này nè, Mến tưởng đâu là nghiêng qua đây có cái chịu cái độ nặng á, nó sẽ nghiêng về đây. Mến lấy chỉ cái vỏ này xuống thì nó ngã xe bên kia luôn. Nếu mà có hai người thì người xách bên á thì nó sẽ không có bị ngã xe, và không có bưởi nó không bị nghe gì nghe cả nhà. Cho nên một mình thì mình phải lấy ra chèn qua vỏ. Giờ này anh em về nhà, mỗi người mỗi nhà để ăn cơm nghỉ ngơi cả nhà. Tầm khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi anh em mới vô làm lại nha. Khi cả nhà liên hệ
giờ giấc trưa này á là giờ giải lao nghỉ ngơi cho nên là không có ai nghe máy. Rồi giờ mến sẽ đem cái này vô trước rồi lấy cái vỏ, hai vỏ này xuống nha cả nhà. Bây giờ mới lấy xuống nè. Ê ê, đừng ngã nha anh, ngã cái gầm là không biết là 15 hay 16 luôn á. Rồi xong xách hai vỏ này vô luôn để mình nắng thì nó sẽ cháy da bưởi hết. Thêm gì nữa ra bò nữa cho người yêu nữa con. Dạ vui thêm gì nữa cho người yêu đi. Ví dụ như lắc kìa. Dạ con cũng lần đầu tiên đi mua luôn á. Ủa vậy ạ? Dạ lần đầu tiên đi tới tiệm để chính tay để mua luôn á. Nhưng mà cũng còn đang hồi hộp. Sao vậy? Nói chung là coi thứ nhất là đeo có vừa hay không. Dạ, rồi. Làm ra làm đúng nhỏ. Dạ. Sao mà? Thứ hai là còn trường hợp là cô ấy có ngại hay không nữa. Chỉ cần ngại, chẳng cho em yêu là điều hạnh phúc hả cô? Con cũng mong là những cái món quà này hôm nay Mến sẽ gọi đến tay cô ấy nha cả nhà. Đây, đang đợi anh thợ làm. Cô Mến mà bạn cô Mến mà nhìn thấy mơ như vậy là giảm xúc động, xúc động luôn hả cô? Trời ơi, nhân viên ở đây người nào người nấy đeo vàng thấy ham luôn đó nha. Cô nào cô nấy xinh xinh không à? Đẹp đẹp không à? Có cô nào có chồng chưa? Chưa thì ngồi cho anh xin số điện thoại lên màn hình nha. Wow, đã quá. Anh để thẳng lên màn hình luôn. Wow. Có anh nào liên hệ thì liên hệ. Đây, con anh kia liên hệ cho anh kia. Anh kia chưa có vợ hả? Không, anh kia chưa có bồ, đang cần một đèn trai. Vậy hả? Mất gì? Trời ơi. Nó sợ mà. Không mà có mấy anh em nhân viên ở trong này bán cũng vậy cũng rất là vui cả nhà. Tìm về một chàng trai xa xăm. Nhiều mà trai trong. Lần đầu tiên mà cầm cái này á cũng rất là hồi hộp luôn. Em thấy anh mới em cũng rung luôn. Anh đang rung mà. Thật sự đang rung á. Lần đầu tiên mà. Thì nãy giờ anh em hồi nãy thì Mến về thì anh em nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thì anh em vô làm lại rồi Mến cũng làm tiếp anh em một chút rồi Mến mới chạy ra đây cả nhà. Và Mến chưa nói là chỉ nói là với Nghi á là anh đi đâu một chút thôi. Mến chưa nói là đi đâu á. Không có để này hả? Dạ em cảm ơn chị nha. Nãy giờ Mến thấy hôm nay là cũng là ngày chủ nhật đó cái nha. Khách vô cũng rất là đông luôn. Vô ra ra cũng rất là nhiều luôn. Mà trong đó có chỉ có anh Mến là đẹp trai nhất thôi. Ê trời ơi, phải không hả cô? Mến là đẹp trai nhất thôi. Trời ai cũng nói con xấu hết trơn, cô nó đẹp à? Đẹp mà. Cô nói thật sự nha. Con thích những cái gì mà thật à? Nói thật. Bữa nay thấy có đi làm không? Dạ có, ngày nào cũng đi hết cô. Dạ. Dạ. Chuyện khó hả chứ? Dạ. Chuyện khó mà vô, ví dụ như dân tộc rồi anh ăn cơm rồi ớn hơn, giỏi chứ. Dạ. Và nó hòa đồng, không ăn, ớn. Chuyện hay là ăn. Không, nói chung này bà con, cuộc sống của bà con mình thích cái hòa đồng như vậy, nó dễ gần gũi hơn. Với lại đi xa, đường xa này kia rồi á. Thì cũng lên trên đó ăn uống thôi, mấy anh em con cũng lên trên đó ăn uống bình thường á. Bữa thì ăn cơm với đồ đủ xào đó. Dạ. Cô theo dõi mình lại con biết. Dạ. Cho nên em người ta ăn. Vậy là cô cũng là fan ruột cô ở cả nhà. Cô ngoài. Làm mỗi là coi. Con thì lâu lâu mới chạy về, nhằm khi tới cửa bông thì con ra bông rồi xong con ở chảnh xuyên suốt luôn.
Bao nhiêu khi 2-3 tháng mới chạy về một lần. Hoặc là anh em mà ở dưới này hết bưởi bán á, rồi con cắt bưởi đem về rồi con chạy lên. Còn lúc này thì nó hơi thời gian nó hơi rảnh rỗi nhiều, con chạy về nhiều. Làm gì cô hả? Ngày tối lại một chiếc con, có mua không? Rồi một chỉ hơn cô hả? Rồi, có khách nữa rồi. Có khách nữa. Đẹp xinh mỹ. Dạ. Nãy giờ mến cũng đợi mấy anh cũng làm xong rồi cả nhà, bây giờ chỉ đợi lấy thôi. Dạ đúng rồi. Mấy em nhân viên trong tiệm cũng rất là nhiệt tình. Của anh là làm to thêm là một ly rưỡi nha anh. Ừ. Một ly rưỡi. Dạ thêm vô xong. Dạ. Cái này là thêm vàng thôi nha anh, không có thêm tiền công gì hết hả? À vậy hả? Dạ. Rồi. Nói chung thì cả nhà hồi nãy mến cũng có nói rồi, không có cái ngu nào giống cái ngu nào á. Mình đi mua thì mình phải phải đo kích cỡ cho đúng hết trơn rồi mình tham mua nha. Chứ nhầm khi á, cho người yêu. Chứ nhầm khi á mình mua rồi hoặc là bạn gái của cả nhà đeo không vừa nè, rồi mất công chạy tới chạy lui đi đổi. Thứ nhất là đi đổi thì được thì chị Hương của em là 6.8. Còn nhầm chỗ như là mình mua xa và mình không có đi đổi được á. Anh Phi ơi. Thì lúc đó thì mất công nữa. Thôi giùm em cái này. Lại tới tiệm này thì mấy cô nhân viên thì bà chủ cũng rất là nhiệt tình với mến. Có cô nào chưa có chồng không? Cho xin số điện thoại luôn đi. Đây. Rồi đọc lên màn hình đi. Đây em muốn giới thiệu bên đó đang cần người yêu. Đang cần người yêu hả? Đang cầm bồ. Thôi là cho anh nhiêu nè. À đâu đo lại giùm anh luôn nha. Thử á. Khắc hiệu với lại khắc hột lại em. Dạ chờ xíu anh. Nha. Mua nước cho mấy em nhìn con. Đẹp trai vào. Vừa ga lăng nữa. Yeah. 10 điểm không nhân. 10 điểm không nhân. Không. Em chỉ cần số điện thoại lên màn hình để cho có người khác chưa có vợ thôi. Chưa có vợ thôi cho anh mới. Dạ. Có người yêu rồi. Không. Anh đã hỏi là mà đưa số điện thoại người chưa chồng lên chưa? Ai là chưa chồng đâu, cho số điện thoại đi anh đọc lên màn hình chứ. Đọc số con em. Đọc số con em. Đó đi đăng lên là nhân viên tao thấy lợi vô xe nhiều á. Rồi nó đồng luôn cho anh, nó đều chưa? Dạ rồi. Ok chưa? Rồi. Rồi lại giùm anh cái cho chắc chắn nha. Bán như xong. Xong bán em bán. Rồi bây giờ cũng xong xuôi hết rồi cả nhà. Bây giờ mến sẽ bỏ vô hộp nha. Rồi đi về cả nhà. Thôi, mến chào cả nhà luôn nha. Chào mít. Chào cả nhà. Dạ. Rồi, hiện tại bây giờ thì mến đang ở công viên cả nhà. Thì đang chuẩn bị đi lấy thêm một món đồ nữa. Thì trong tay của mến thì đang cầm, thì cả nhà hồi chiều cũng biết rồi. Với lại chiều giờ mến và tất cả anh em trong tem đi ăn. Nhưng mà bây giờ thì cũng là 7 giờ rưỡi rồi. Thì mến thấy cũng hơi trễ chứ. Thì đi qua bên đó thì lấy thì tầm khoảng 20 phút là xong rồi cả nhà. Nhưng mà mến rất là hồi hộp nha. Vì cái cảm giác bây giờ rất là hồi hộp luôn đó cả nhà. Thì mong rằng anh em trong tem họ cổ vũ cho mến nha. Hồi nãy mến đi ra thì mến chỉ nói là đi công việc thôi. Mến chưa tiết lộ cho anh em trong tem là mến đi đâu nữa. Cho nên là chắc có lẽ anh em trong tem xem cái video này thì mến cũng một là hoàn thiện, còn hai thì làm anh em thất vọng. Nhưng mà mến cũng nói chung mong rằng cô ấy chấp nhận mến. Với lại thì hiện tại thì anh không dám đảm bảo là cuộc sống
mang cho em nhà cao cửa rộng, nhưng mà anh đảm bảo và lo lắng cho em đủ cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Hồi hộp lắm cả nhà ơi. Thôi bây giờ Mến sẽ sửa soạn chạy đi qua bển lấy đồ luôn nghe cả nhà. Thì Mến xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi cái video này nha. Thì Mến mong rằng hôm nay sẽ thành công, vì sau này nữa còn nhiều cái video nữa thì sẽ quay cho cả nhà xem nha. Thì Mến xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra đã xem video và ủng hộ cho Mến nha. Mến xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.